Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 6, nhắc tới Lâm Gia. Lâm Di sững sờ, sau đó bật cười, không sao, chỉ bị chật nhẹ thôi, đắp thuốc xong là đã đỡ rồi. Vừa nói nàng vừa đứng dậy đi thử hai bước. Hoành ca xem xét cẩn thận xong mới yên lòng, Chuyển sang hỏi thăm Lâm Di đã khỏi bệnh chưa? Lâm Di nhanh nhẹn đáp, đã khỏe nhiều rồi à? Nghe vậy hoành ca giống như buông được khối đá trong lòng, thở vào một hơi rõ to. Hoành ca theo cha đến thư viện nên ăn mặc hết sức nghiêm chỉnh, do vội vã chạy tới đây nên cổ áo đã ướt đẫm mồ hôi. Lâm Di bảo Linh Lung đưa khăn tới cho ca ca lau mồ hôi. Hoành ca quyết định trở về phòng thay đồ mặc ở nhà với rửa mặt mũi chân tay rồi mới trở lại nói chuyện cùng Lâm Di. Lâm Di cười hỏi thăm tình hình tới thư viện hôm nay của ca ca, thế nào? Có tốt hơn thư viện ở Phúc Ninh không à? Hoành ca vốn thẳng thắn, ở ngoài vừa ăn một bụng tức nên ngữ điệu cũng gắt gỏng hơn mấy phần. Tốt cái gì, trong đó toàn một đám công tử thế gia suốt ngày chỉ biết vờ vịt ra vẻ. Bất kỳ thư viện nào ở Phúc Ninh cũng tốt hơn chỗ này đây chỉ là mấy lời nói sẵn khi tức giận của hoành ca mà thôi phúc ninh có không ít tài tử chẳng qua đều bị tính lười nhác ăn vào tận trong cốt tùy cho nên không thích theo đuổi công danh càng chẳng mộng đến thư viện làm tiên sinh dạy học cha một lòng muốn hoành ca đi theo con đường khoa cử nhưng khổ nỗi tìm mãi vẫn không được gia sư tốt cho ca ca hoành ca vẫn còn trao mày tức tối lần này cha dẫn cậu đến thư viện một là để cậu mở mang tầm nhìn Hai là muốn tìm cho cậu một gia sư giỏi. Kết quả, gia sư không thấy đâu, cậu lại nghe thấy rất nhiều lời tán dương tổ mẫu. Nào là do cha dẫn vợ con trở lại mà Trần gia phải đổ tiền sửa chữa sân viện, cha ít về kinh vì không chịu nhận đồng thị là mẫu thân, có cả mấy lời như nếu cha trở về Trần gia rồi hay đi mời sẽ dễ hơn nhiều. Cha cậu ngoài mặt không lên tiếng, nhưng trên đường trở về lại im lặng không nói câu nào hai bá phụ và tổ mẫu đối xử với bọn họ đến cùng có tốt hay không, người ngoài làm sao biết được. Chẳng qua cũng đều chỉ nghe lời của một mình đồng thị mà thôi, chưa kể đồng thị vốn chẳng phải tổ mẫu ruột của bọn họ. Hoành ca nhìn về phía lâm di, mỗi dáng chờ thêm mấy ngày nữa, đợi lễ mừng thọ của lão thái thái xong rồi, cả nhà chúng ta có thể trở về phúc ninh ngay. Hoành ca vừa dứt lời thì bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân, tam thái thái tiêu thị dẫn theo nha hoàn vào phòng. Tiêu thị dẫn hai người vào buồng trong rồi tỉ mỉ xem xét cái chân bị thương của Lâm Di. May mà không có chuyện gì lớn, thật sự là mẫu thân giật cả mình. Nói xong bà lấy ra hai tấm bùa bình an đưa cho Hoành Ca và Lâm Di, bảo nha đầu để bùa bình an này vào hà bao của các con. Hà bao, túi tiền. Hoành Ca không khỏi bĩu môi. Tiêu thị nhìn thấy cũng không tức giận, Hiền từ kéo hoành ca tới gần, tự tay nhét bùa bình an vào trong hà bao của cậu. Miếu dược vương hương khói nghi ngút, nếu có thể giữ bình an cũng tốt mà. Rồi bà cũng nhét bùa bình an vào hà bao của Lâm Di. Mẹ ruột của Lâm Di và Hoành Ca đã qua đời, tiêu thị một tay nuôi hai người nên bọn họ coi tiêu thị như mẹ ruột. Hoành Ca nhớ tới chuyện không vui của hôm nay, nhanh chóng kể lại toàn bộ cho tiêu thị nghe thấy tiêu thị trầm ngâm không nói, hoành ca thẳng thường hỏi luôn, mẫu thân, chẳng phải chúng ta sẽ trở về ngay sau lễ mừng thọ của tổ mẫu sao? Lâm Di cũng ngẩng lên nhìn tiêu thị, tiêu thị rõ ràng lộ vẻ do dự, chuyện này phải hỏi ý phụ thân hai con. Bà dừng một chút mới hỏi, trước khi vào kinh chẳng phải hai con từng rất háo hức ư, sao bây giờ lại như vậy? Kỳ vọng là một chuyện, còn thực tế lại là chuyện khác. Thấy hai đứa con không nói lời nào, Tiêu thị an ủi Hoành ca, ngày mai bảo phụ thân dẫn con ra ngoài dạo phố, thích cái gì thì bảo phụ thân mua cho. Nghe nói được đi mua đồ, hai mắt Hoành ca liền sáng lên, dù sao kinh thành cũng là nơi phồn hoa bậc nhất, có rất nhiều thứ mới lạ mà ở Phúc Ninh không có. Tiêu thị quay sang An ủi Lâm Di, thợ may ở kinh thành có tay nghề rất tốt, mẫu thân sẽ mời về phủ may cho con thêm hai bộ mới sắm thêm ít trang sức và châm cài luôn một lát nữa thợ trang sức sẽ mang mẫu vào phủ con cứ chọn kiểu con thích để bọn họ đi làm bộ mới cho con nếu là trước khi sống lại nàng nghe xong sẽ cực kỳ mừng rỡ đáng tiếc lâm di cười bảo trang sức con vẫn còn rất nhiều không cần làm thêm đâu ạ à? chúng ta cũng mang theo không ít quần áo từ phúc ninh vẫn còn hai bộ mới tinh con còn chưa mặc tiêu thị nói đều là kiểu dáng của Phúc Ninh hết, không thịnh hành ở kinh thành đâu. Con không thấy tỉ muội trong phủ đều mặc áo lụa, khoác xa mỏng sao? Ăn mặc như vậy ra ngoài trông mới trang nhã, cũng có thể diện. Thảo nào tiêu thị ra ngoài dâng hương mà mất cả ngày, thì ra là vì đi tìm thợ làm trang sức cho nàng. Nhưng có muốn sắm thêm ít trang sức cũng đâu cần gấp như vậy. Là đại bá mẫu đã nói gì đó với mẹ sao? Hay là lần này trở lại kinh, cha mẹ có ý định khác. Lâm Di cẩn thận suy nghĩ, mẫu thân từ nhỏ đã ở Kinh Thành, lần này ra ngoài có gặp được người quen không ạ? À? Tiêu thị tươi cười, Kinh Thành lớn thế mà không ngờ lại khéo như vậy, mẫu thân gặp được vị tỉ muội bên nhà thông gia. Nhà mẹ đẻ của tiêu thị từng ở Kinh Thành một thời gian ngắn mới rời tới phủ tuyên hóa. Tỉ muội bên nhà thông gia trong lời tiêu thị chẳng lẽ là từ trước đến nay Lâm Di chưa từng hỏi tiêu thị những chuyện này, lại càng không biết trên đường đi thắp hương ở miếu dược vương, bà đã gặp ai, nàng nhìn nụ cười trên mặt mẹ mình, chỉ có thể thử dò hỏi, chẳng lẽ là tôn thái thái mà mẫu thân hay nhắc tới. Tiêu thị nâng chén trà trên bàn lên uống một hớp, không phải. Tôn thái thái đã theo nhà chồng đến thịnh kinh rồi. Vừa nói bà vừa thở dài, nếu bà ấy còn ở kinh thành thì mẫu thân và bà ấy có thể gặp gỡ ôn chuyện cũ rồi. Tỷ muội thân thiết mấy thì sau khi lập gia đình thường đều đường ai nấy đi, có thể vô tình gặp lại người quen cũ khi còn bé thật sự khiến bà vừa mừng vừa ngạc nhiên. Đường lúc xúc động, Tiêu thị cũng có hứng kể lại chuyện lúc còn thơ bé. Hoành ca không thích nghe mấy chuyện này nên định đi, nhưng mới nghe được mấy câu đầu liền dừng bước. Ta chỉ biết bà ấy gả cho con cháu dòng dõi thư hương, lúc gặp lại, con trai bà ấy cũng đã đứng đầu kỳ thi viện, năm nay chuẩn bị thi hương bà ấy tới miếu dược vương để cầu cho thằng bé được mạnh khỏe thi cử thuận lợi thi viện thi hương là các kỳ khoa cử thời xưa thi hương tương đương với thi tú tài ngày nay đứng đầu cuộc thi viện mấy chữ này khiến mày lâm di giật giật quả nhiên là bà ta lâm chính thanh đứng đầu kỳ thi viện sau đó cũng đỗ giải nguyên trong kỳ thi hương mẫu thân của lâm chính thanh chính là người quen cũ của tiêu thị đúng là chuyện nên tới vẫn phải tới. Mắt hoành ca liền sáng lên, người mẫu thân nói có phải là lâm gia không à? Tiêu thị kinh ngạc nhìn hoành ca, sao con biết? Hoàng ca nghiêng đầu, nói với vẻ mặt hâm mộ, người ở thư viện đều nói, 12 tuổi đã đứng đầu kỳ thi viện, 15 tuổi tham gia thi hương, lâm gia có một hậu bối như vậy đúng là nở mặt nở mày. Tiêu thị giơ tay chỉnh lại cổ áo cho hoành ca, con cháu đời sau của thế gia danh môn nếu không có một hai thành tích thì đều sẽ bị coi thường. Thế nên phụ thân con mới muốn con chăm chỉ học tập, về sau tham gia khoa cử, kiếm công danh để làm dạng dỡ tổ tông. Hoành ca nghe vậy cũng không phản bác mà bắt đầu ngẫm nghĩ. Lâm Di hít một hơi thật sâu để khiến trái tim mình đập bình thường trở lại, mẫu thân chuẩn bị đến Lâm gia chào hỏi sao ạ? À? Tiêu thị đáp như cho có lệ, Lâm Đại Thái Thái có mời chúng ta qua chơi một chuyến, nhưng mẫu thân nhớ con vẫn chưa khỏe hẳn nên đã từ chối rồi. Ba người đang nói chuyện thì đàm ma ma hầu hạ bên cạnh tiêu thị bước vào thưa, thợ may đến rồi à? Tiêu thị cười bảo, dẫn người vào đi. Vừa nói bà vừa kéo Lâm Di và Hoành ca lại, không mất nhiều thời gian lắm đâu, để đàm ma ma giúp các con chọn chất liệu và kiểu dáng hai đứa thích đi. Tam Thái Thái tiêu thị sốt sắng đặt mua quần áo và trang sức như vậy là vì muốn dẫn nàng ra ngoài gặp gỡ nhiều người cho quen mặt. Kiếp trước nàng bệnh mãi không khỏi nên chưa từng cùng tiêu thị ra ngoài. Bây giờ nếu bệnh của nàng đã khỏi, bất kể trưởng bối sắp xếp thế nào, ít nhất nàng cũng có thể tham gia vào đó, giành quyền chủ động cho mình. Trong phòng của Trần Lão Thái Thái, Đại Thái Thái Đồng Thị khóc gần như chết đi sống lại, Song Trần lão thái thái vẫn giữ nụ cười châm biếm trên mặt. Năm đó, giữa biết bao khuê tú đại tộc, bà ta chọn đứa cháu gái tính tình dịu dàng này làm vợ cho con trai vì nghĩ rằng, dù sao cũng là người nhà, về già có thể dựa vào. Không ngờ con dâu cả vào cửa liền xem cái phủ này như cõi riêng của mình, ngày thường bà ta đã nhắm một mắt cho qua, song lá gan của đứa con dâu này lại càng lúc càng lớn. Lão thái thái Đại thái thái đồng thị dùng khăn lau nước mắt, "Cô ma, con là con dâu do người chọn, làm sao con có thể làm ra chuyện như vậy?" Vừa nói bà ta vừa chỉ ra ngoài cửa, "Bên ngoài có người muốn hãm hại con, chẳng lẽ người còn không rõ?" Chuyện lớn chuyện nhỏ trong viện này đều do một tay con thu xếp, nhưng con được gì chứ? Cả nhà lão Tam từ Phúc Ninh trở về cũng do con chăm nom, Lục Nha đầu ngã bệnh con liền dẫn tam đệ muội đi cúng bái dược vương gia làm gì có thời gian đi hại liễu di nương tại sao liễu di nương gặp chuyện không may ngay vào lúc con ra ngoài rõ ràng là có người tính toán rồi sắp đặt sẵn cô ma cô mẫu em gái hoặc chị gái của cha lão thái thái cười khẩy cô không ở nhà thì thế nào hạ nhân trong phủ chẳng phải đều là người của cô hết à chỉ cần cô ra lệnh làm gì bọn chúng dám không làm theo Nghe vậy Đại Thái Thái Đồng Thị càng khóc lóc thê thảm hơn Bao năm qua con ở Trần Gia này Chỉ vì không sinh được con trai mà làm gì cũng phải cẩn thận hơn ai hết Sợ bị người ta bắt lỗi Lão gia cho THIOTA ép thất ngừng uống thuốc con chẳng nói gì THIOTA ép thất mang thai con cũng tỉ mỉ chăm lo Không ai mong THIOTA ép thất bình an sinh hạ đứa trẻ hơn con Bằng không một ngọn gió thổi cỏ lay cũng sẽ đổ hết lên đầu con vừa nói đại thái thái đồng thị vừa cười buồn lần trước người cũng lôi con tới cha hỏi con đã bày tỏ hết nỗi lòng mà người vẫn không chịu tin tưởng lão thái thái nhớ mắt chuyện tới nước này rồi mà cô còn không thừa nhận từ trước tới nay nhà bếp chung đều là do cô trông coi còn ai có khả năng làm bậy nữa không chỉ hại liễu di nương cô còn bảo nhà bếp làm món phúc kiến đưa tới chỗ lục nha đầu có đúng không muốn cho người nhánh cả chứng kiến cảnh Lục Nha đầu ra tay đánh mắng hạ nhân. Nghe thấy những lời này, đại thái thái đồng thị mở to mắt, tối hôm qua người có nói với con, bên nhánh cả muốn đến thăm nhà Tam đệ, bảo con cẩn thận sắp xếp. Cho nên con mới bảo nhà bếp làm món Phúc Ninh, để người nhánh cả không bắt lỗi này nọ, tại sao lại thành hãm hại Lục Nha đầu rồi? Nếu người không chịu tin thì cứ việc điều quản sự nhà bếp tới hỏi đi xem có phải là có người âm thầm gây chuyện thị phi hay không. Gọi quản sự tới, đám người đó thà bị đuổi ra khỏi phủ cũng sẽ không nói ra sự thật. Thủ đoạn kiểu này, bà ta đã thấy quá nhiều rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 7, Mưu Tính Đồng ma ma nghĩ tới đây liền quay người đi rót chén trà. Đại thái thái thấy thế thì vội vàng bước lên nhận lấy chén trà, tự mình thổi cho bớt nóng rồi mới dâng cho lão thái thái. Một lúc lâu sau lão thái thái mới nhận trà, nhưng chỉ nhận chứ không uống mà đặt xuống trên bàn, ta đã gả vào Trần gia thì mọi chuyện sẽ lấy lợi ích của Trần gia làm đầu, nếu cô còn tiếp tục làm ra chuyện thương thiên hại lý, ta sẽ đích thân trả cô về lại cho đồng gia. Ta có thể thiên vị cô, nhưng cô cũng đừng quên bảy điều sai. Thất xuất bảy lý do để bỏ vợ trong thời phong kiến, không con. L Sigma viết thường A Y, bất hiếu với cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh nan y. Ánh mắt lão thái thái sắc lẹm, từng câu từng chữ như kim châm khiến đại thái thái đồng thị không nhịn được mà dùng mình. Lão thái thái nhìn đại thái thái đồng thị chằm chằm, ta nói được là làm được. Đại thái thái đồng thị rưng rưng nước mắt, không dám cãi lại, người cũng biết lòng con, con luôn toàn tâm toàn ý hầu hạ người và lão gia bên liễu di nương con sẽ cẩn thận chăm non, tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì nữa. Lão thái thái gật đầu, gương mặt vẫn lạnh tanh, tốt nhất là hãy làm được như lời cô nói. Vừa bước ra khỏi phòng lão thái thái, vẻ cung kính trên mặt đại thái thái đồng thị liền biến mất tâm. Lão gia là con trai trưởng của lão thái thái, lão thái thái lại luôn thiên vị nhà nhị thúc. Nhất là Lâm Phương, gần như là được lão thái thái yêu thương, nâng niu trong lòng bàn tay, ngay cả lúc nhánh cả sang chơi lão thái thái cũng cho Lâm Phương ra tiếp khách. E rằng tương lai, chuyện tốt kia có nguy cơ rơi vào tay nhị thúc rồi, bằng không nhị đệ muội đã không trắng trợn đối đầu với bà ta như vậy. Trong lúc bà ta một lòng một dạ đối phó với tam thúc, hơi sơ sẩy sẽ bị nhị thúc làm ngư ông đắc lợi nẫng tay trên. Nếu không tính kỹ thì về sau cả nhà bà ta sẽ bị nhị thúc đoạt mất chỗ tốt. Chuyện đã tới nước này, nói sao bà ta cũng không tin lão thái thái chỉ nói cho mình bà ta biết về sự kiện kia chắc chắn nhà nhị thúc cũng đã biết nếu không sao lâm phương lại ra sức lấy lòng lão thái thái bên nhánh cả đến vậy sắc mặt đại thái thái đồng thị càng lúc càng âm u phương mama và nha hoàn đi bên cạnh e rè lên tiếng báo lão thái thái của nhánh cả cho người đưa quà đáp lễ cho các vị tiểu thư à quà đáp lễ của nhánh cả đại thái thái đồng thị nhìn chiếc hộp vàng nhạt bằng gỗ lê trong tay, chào hỏi qua loa với hạ nhân của nhánh cả xong mới tự tay mở hộp ra. Vừa nhìn thấy đáp lễ dành cho lục tiểu thư lâm di của lão thái thái nhánh cả, đại thái thái đồng thị không khỏi kinh ngạc. Của Lâm Uyển và Lâm Phương cũng chỉ là một chiếc châm hoa bằng ngọc thạch, nhưng trong hộp của Lâm Di ngoài một chiếc châm còn có một cây bút lông, đầu bút làm bằng lông cừu, cán bằng bạch ngọc chạm trổ hình hoa sen đại thái thái đồng thị quay sang nhìn phương ma ma lục nha đầu chỉ gặp tam cô nãi nãi của nhánh cả một lần thôi đúng không phương ma ma đáp nghe nói lục tiểu thư còn tặng đai đeo chán cho lão thái thái nhánh cả ra là thế không thì tại sao lão thái thái nhánh cả lại đáp lễ hậu hĩnh như vậy cho dù bà ta không am hiểu mấy loại văn phòng tứ bảo này lắm thì cũng nhìn ra được cây bút lông cừu này không hề rẻ Bà ta mới rời phủ một ngày mà đã để Lục Nha đầu được lợi rồi. Đại thái thái đồng thị hừ, lạnh một tiếng, vốn tưởng Lục Nha đầu bị bệnh thì sẽ ở yên trong khuê phòng để bà ta bớt nợ, bây giờ xem ra, phải tính kế khác rồi. Đại thái thái đặt lại danh sách quà vào đáy hộp, ra lệnh cho Phương ma ma, đưa lễ vật đến chỗ các tiểu thư đi, nói rõ là lão thái thái nhánh cả gửi tới phương ma ma nhìn thấy vẻ mặt đầy thâm ý của đại thái thái thì vội cúi đầu ghé tai lại gần lắng nghe chủ nhân dặn dò nghe xong mắt phương ma ma dần sáng lên vậy bên liễu di nương lão thái thái đã gọi bà ta sang hỏi tội nếu bây giờ bà ta lại nhập nhằng không giải quyết thì kết quả chỉ thiệt cho bà ta chọn mấy nha đầu lanh lợi rồi phái tới chỗ liễu di nương và lục tiểu thư sân khấu vẫn còn đó tuồng kịch không thể không diễn Bà ta chỉ cần đổi kịch bản thôi. Bà ta muốn cho nhà lão nhị biết, hiện giờ đứng về phía bà ta cùng đối phó với nhà lão tam mới là hành động đúng đắn. Đàm ma ma giúp Lâm Di chọn một sấp vải lụa có thêu hoa cẩm chướng nhuộm màu hồng cánh sen làm áo. Bảo thợ may lấy thêm hai khúc vải một màu hồng đào một màu xanh ra trời để may đồ. Ngoài ra còn có áo sa mỏng khoác ngoài, váy xếp ly, váy sa mỏng, váy bồng và váy mã diện tổng cộng hơn mười mấy món váy mã diện tên một kiểu váy phổ biến của thời Minh với tên gọi được đặt theo một kiểu cấu trúc tường thành phòng thủ thời đó thợ may còn chưa về thì đồng mama bên cạnh lão thái thái đã lại mang tới hai khúc vải để may thêm cho lâm di hai bộ đồng mama đưa cho thợ may mười lượng bạc tươi cười dặn dò làm sao thì làm nhất định phải may đồ cho lục tiểu thư thật đẹp đấy Trần gia là mối lớn nên dĩ nhiên không thể phục vụ chậm trễ, thợ may khom người nhận bạc, luôn miệng vâng dạ. Lúc trở ra Đồng mama cũng không quên thông báo, Lục tiểu thư đã khỏe lại nên lão thái thái có ý muốn mọi người đến hòa hợp đường cùng dùng bữa. Quy chế của Trần gia là đầu giờ thân, 3 giờ chiều, thỉnh an, giữa giờ thân, 4 giờ 5 giờ chiều, hầu lão thái thái dùng bữa. Vừa đưa Đồng mama đi xong, Phương Mama bên cạnh Đại Thái Thái cũng tới, lão Thái Thái của nhánh cả gửi quà đáp lễ, Đại Thái Thái sai Nô Tì mang sang đây. Lâm Di đón Phương Mama vào phòng xong liền bảo Linh Lung đi pha trà. Nhìn chén trà nhài được pha bằng nước vừa sôi, có thả thêm hai đóa hoa đào mới hái, Phương Mama cười tít mắt, nhấc lên nếm thử, lần đầu tiên Nô Tì được uống trà nhài pha thế này đấy. Nói xong thì thoáng liếc sang cái sàng đặt trên bàn thấp gần đó lục tiểu thư đúng là đã cho hạ nhân đi hái hoa đào về lúc trước lục tiểu thư có nói với lão thái thái mình theo nữ tiên sinh học làm sáp thơm xem ra cũng không phải là nói bừa tiên sinh giỏi cũng chưa chắc đã dạy ra trò giỏi phúc ninh là chỗ xa xôi hẻo lánh tất nhiên không so được với kinh thành các tiểu thư trong kinh thường có quý khí trời sinh có học cũng chỉ học những môn tinh tế vị lục tiểu thư này không giống loại người sẽ thấu hiểu được mọi chuyện cho dù tặng vị này thứ tốt cũng chỉ là lãng phí. Lâm Di cười nói, nếu Phương Mama thích hương vị này thì chờ ta chế xong nước cốt hoa đào sẽ cho người tặng cho Mama một hũ. Dùng để pha trà hay làm bánh đều rất thơm. Phương Mama vui vẻ ra mặt, nhanh nhỏ nịnh nọt, đây đúng là phúc khí của nô tỳ. Phương Mama đi rồi linh lung mới mở hộp ra cho Lâm Di xem. Lâm Di cúi đầu nhìn, là một chiếc châm ngọc xinh đẹp. Trong trí nhớ của nàng, lễ vật mà lão thái thái tặng nàng và Lâm Uyển và Lâm Phương chính là loại châm ngọc này. Giờ thân, tất cả mọi người đều tụ tập trong phòng lão thái thái. Từ trong phòng sởi vọng ra từng trận cười giòn giã. Lâm Di đi theo sau tam thái thái tiêu thị, nhìn thấy Lâm Phương đang ngồi trước thư án múa may một cây bút lông cửu. Lâm Phương Uyển chuyển đưa bút, cán bút bằng bạch ngọc tỏa ra một thứ ánh sáng rất dịu mắt. Cả phòng liên tục vang lên tiếng tán dương nịnh nọt của hạ nhân. Lâm Phương cắn môi, mặt lộ vẻ lúng túng, cầm loại bút này vẽ hoa đào cũng hơi ngượng tay. Lão thái thái ngồi dựa lưng trên giường, nở nụ cười hiền từ, ngay cả người nhà Vương hầu công khanh cũng chỉ dùng loại bút này thôi, cháu mới 14 tuổi, cầm nó dĩ nhiên sẽ thấy hơi nặng. Vợ Dương Duệ hay chạy việc cho lão thái thái hùng hồn nói, nào có ngượng tay gì đâu. Nô tỳ thấy tứ tiểu thư vẽ thế là đẹp lắm rồi, ngay cả tranh của cư sĩ lục thạch gì đó so ra còn kém tranh của tiểu thư. Cư sĩ, người tu tại gia. Lão Thái Thái chỉ vào vợ Dương Duệ, phì cười, ghê chưa, người mà cũng biết cư sĩ lục thạch cơ đấy. Tất cả lại cười rộ. Lâm Phương thôi cười, bặm môi cắm cúi vẽ tiếp. Lão Thái Thái bảo Tam Thái Thái tiêu thị và Lâm Di ngồi xuống gần đó, tứ nha đầu được tặng một cây bút lông cừu, giờ coi nó như bảo bối kia kìa, ngay cả cơm cũng không buồn ăn. Tất nhiên rồi, đại thái thái đồng thị cho người bầy bát đũa ra bàn, đó là bút lông cừu do lão thái thái nhánh cả tặng, cả trần gia có được mấy cây chứ, lão thái thái nhánh cả thương lâm phương của chúng ta thật. Lâm Di bước ra hành lễ với Đại Thái Thái, Đại Thái Thái đồng thị kéo Lâm Di lại gần hỏi han bệnh tình của nàng. Tam tiểu thư Lâm Uyển bên cạnh đại thái thái vốn ít nói, chỉ im lặng ngồi cạnh mẹ mình, thỉnh thoảng quay sang cười với Lâm Di. Lâm Phương vẽ xong bức tranh hoa đào thì đưa tới cho lão thái thái xem. Lão thái thái cười nói, đúng là có mấy phần giống phong cách của cư sĩ Lục Thạch. Vừa nói bà cụ vừa ngẫm nghĩ, bá tổ mẫu của cháu cũng thích cư sĩ Lục Thạch đấy, đã được tặng bút lông cừu thì nhớ gửi tranh sang đó, mời bá tổ mẫu của cháu nhìn một cái tất cả mọi người đều thấy đây là ý kiến hay. Lão Thái Thái bảo người hong khô tranh rồi lập tức đưa tới chỗ nhánh cả. Đại Thái Thái đồng thị nhìn Lâm Di vẫn ngồi yên tại chỗ, khóe miệng hơi nhếch lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. chương 8, xem tuồng vui. Đồng ma ma nghĩ tới đây liền quay người đi rót chén trà. Đại Thái Thái thấy thế thì vội vàng bước lên nhận lấy chén trà tự mình thổi cho bớt nóng rồi mới dâng cho lão thái thái. Một lúc lâu sau lão thái thái mới nhận trà, nhưng chỉ nhận chứ không uống mà đặt xuống trên bàn, ta đã gả vào Trần gia thì mọi chuyện sẽ lấy lợi ích của Trần gia làm đầu, nếu cô còn tiếp tục làm ra chuyện thương thiên hại lý, ta sẽ đích thân trả cô về lại cho đồng gia. Ta có thể thiên vị cô, nhưng cô cũng đừng quên bảy điều sai. Thất xuất bảy lý do để bỏ vợ trong thời phong kiến, không con L Sigma viết thường A Y, bất hiếu với cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh nan y. Ánh mắt lão thái thái sắc lẹm, từng câu từng chữ như kim châm khiến đại thái thái đồng thị không nhịn được mà dùng mình. Lão thái thái nhìn đại thái thái đồng thị chằm chằm, ta nói được là làm được. Đại thái thái đồng thị rưng rưng nước mắt, không dám cãi lại, người cũng biết lòng con, con luôn toàn tâm toàn ý hầu hạ người và lão gia bên liễu di nương con sẽ cẩn thận chăm non tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì nữa lão thái thái gật đầu gương mặt vẫn lạnh tanh tốt nhất là hãy làm được như lời cô nói vừa bước ra khỏi phòng lão thái thái vẻ cung kính trên mặt đại thái thái đồng thị liền biến mất tâm lão gia là con trai trưởng của lão thái thái lão thái thái lại luôn thiên vị nhà nhị thúc nhất là lâm phương gần như là được lão thái thái yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay, ngay cả lúc nhánh cả sang chơi lão thái thái cũng cho Lâm Phương ra tiếp khách. E rằng tương lai, chuyện tốt kia có nguy cơ rơi vào tay nhị thúc rồi, bằng không nhị đệ muội đã không trắng trợn đối đầu với bà ta như vậy. Trong lúc bà ta một lòng một dạ đối phó với tam thúc, hơi sơ sẩy sẽ bị nhị thúc làm ngư ông đắc lợi nẫng tay trên. Nếu không tính kỹ thì về sau cả nhà bà ta sẽ bị nhị thúc đoạt mất chỗ tốt. Chuyện đã tới nước này, nói sao bà ta cũng không tin lão thái thái chỉ nói cho mình bà ta biết về sự kiện kia chắc chắn nhà nhị thúc cũng đã biết nếu không sao lâm phương lại ra sức lấy lòng lão thái thái bên nhánh cả đến vậy sắc mặt đại thái thái đồng thị càng lúc càng âm u phương mama và nha hoàn đi bên cạnh e rè lên tiếng báo lão thái thái của nhánh cả cho người đưa quà đáp lễ cho các vị tiểu thư à quà đáp lễ của nhánh cả đại thái thái đồng thị nhìn chiếc hộp vàng nhạt bằng gỗ lê trong tay, chào hỏi qua loa với hạ nhân của nhánh cả xong mới tự tay mở hộp ra. Vừa nhìn thấy đáp lễ dành cho lục tiểu thư lâm di của lão thái thái nhánh cả, đại thái thái đồng thị không khỏi kinh ngạc. Của Lâm Uyển và Lâm Phương cũng chỉ là một chiếc châm hoa bằng ngọc thạch, nhưng trong hộp của Lâm Di ngoài một chiếc châm còn có một cây bút lông, đầu bút làm bằng lông cừu, cán bằng bạch ngọc chạm trổ hình hoa sen đại thái thái đồng thị quay sang nhìn phương ma ma lục nha đầu chỉ gặp tam cô nãi nãi của nhánh cả một lần thôi đúng không phương ma ma đáp nghe nói lục tiểu thư còn tặng đai đeo chán cho lão thái thái nhánh cả ra là thế không thì tại sao lão thái thái nhánh cả lại đáp lễ hậu hĩnh như vậy cho dù bà ta không am hiểu mấy loại văn phòng tứ bảo này lắm thì cũng nhìn ra được cây bút lông cừu này không hề rẻ Bà ta mới rời phủ một ngày mà đã để Lục Nha đầu được lợi rồi. Đại thái thái đồng thị hừ, lạnh một tiếng, vốn tưởng Lục Nha đầu bị bệnh thì sẽ ở yên trong khuê phòng để bà ta bớt nợ, bây giờ xem ra, phải tính kế khác rồi. Đại thái thái đặt lại danh sách quà vào đáy hộp, ra lệnh cho phương ma ma, đưa lễ vật đến chỗ các tiểu thư đi, nói rõ là lão thái thái nhánh cả gửi tới phương ma ma nhìn thấy vẻ mặt đầy thâm ý của đại thái thái thì vội cúi đầu ghé tai lại gần lắng nghe chủ nhân dặn dò nghe xong mắt phương ma ma dần sáng lên vậy bên liễu di nương lão thái thái đã gọi bà ta sang hỏi tội nếu bây giờ bà ta lại nhập nhằng không giải quyết thì kết quả chỉ thiệt cho bà ta chọn mấy nha đầu lanh lợi rồi phái tới chỗ liễu di nương và lục tiểu thư sân khấu vẫn còn đó tuồng kịch không thể không diễn bà ta chỉ cần đổi kịch bản thôi. Bà ta muốn cho nhà lão nhị biết, hiện giờ đứng về phía bà ta cùng đối phó với nhà lão tam mới là hành động đúng đắn. Đàm ma ma giúp Lâm Di chọn một sấp vải lụa có thêu hoa cẩm chướng nhuộm màu hồng cánh sen làm áo. Bảo thợ may lấy thêm hai khúc vải một màu hồng đào một màu xanh ra trời để may đồ. Ngoài ra còn có áo sa mỏng khoác ngoài, váy xếp ly, váy sa mỏng, váy bồng và váy mã diện, tổng cộng hơn mười mấy món váy mã diện tên một kiểu váy phổ biến của thời Minh với tên gọi được đặt theo một kiểu cấu trúc tường thành phòng thủ thời đó thợ may còn chưa về thì đồng mama bên cạnh lão thái thái đã lại mang tới hai khúc vải để may thêm cho lâm di hai bộ đồng mama đưa cho thợ may mười lượng bạc tươi cười dặn dò làm sao thì làm nhất định phải may đồ cho lục tiểu thư thật đẹp đấy Trần gia là mối lớn nên dĩ nhiên không thể phục vụ chậm trễ, thợ may khom người nhận bạc, luôn miệng vâng giả. Lúc trở ra Đồng mama cũng không quên thông báo, Lục tiểu thư đã khỏe lại nên lão thái thái có ý muốn mọi người đến hòa hợp đường cùng dùng bữa. Quy chế của Trần gia là đầu giờ thân, 3 giờ chiều, Thỉnh An, giữa giờ thân, 4 giờ 5 giờ chiều, hầu lão thái thái dùng bữa. Vừa đưa Đồng mama đi xong, phương ma ma bên cạnh đại thái thái cũng tới lão thái thái của nhánh cả gửi quà đáp lễ đại thái thái sai nô tì mang sang đây lâm di đón phương ma ma vào phòng xong liền bảo linh lung đi pha trà nhìn chén trà nhài được pha bằng nước vừa sôi có thả thêm hai đóa hoa đào mới hái phương ma ma cười tít mắt nhấc lên nếm thử lần đầu tiên nô tì được uống trà nhài pha thế này đấy nói xong thì thoáng liếc sang cái sàng đặt trên bàn thấp gần đó lục tiểu thư đúng là đã cho hạ nhân đi hái hoa đào về lúc trước lục tiểu thư có nói với lão thái thái mình theo nữ tiên sinh học làm sáp thơm xem ra cũng không phải là nói bừa tiên sinh giỏi cũng chưa chắc đã dạy ra trò giỏi phúc ninh là chỗ xa xôi hẻo lánh tất nhiên không so được với kinh thành các tiểu thư trong kinh thường có quý khí trời sinh có học cũng chỉ học những môn tinh tế vị lục tiểu thư này không giống loại người sẽ thấu hiểu được mọi chuyện cho dù tặng vị này thứ tốt cũng chỉ là lãng phí. Lâm Di cười nói, nếu Phương Mama thích hương vị này thì chờ ta chế xong nước cốt hoa đào sẽ cho người tặng cho Mama một hũ. Dùng để pha trà hay làm bánh đều rất thơm. Phương Mama vui vẻ ra mặt, nhanh nhỏ nịnh nọt, đây đúng là phúc khí của nô tỳ. Phương Mama đi rồi Linh Lung mới mở hộp ra cho Lâm Di xem. Lâm Di cúi đầu nhìn, là một chiếc châm ngọc xinh đẹp. Trong trí nhớ của nàng, lễ vật mà lão thái thái tặng nàng và Lâm Uyển và Lâm Phương chính là loại châm ngọc này. Giờ thân, tất cả mọi người đều tụ tập trong phòng lão thái thái. Từ trong phòng sưởi vọng ra từng trận cười giòn giã. Lâm Di đi theo sau tam thái thái tiêu thị, nhìn thấy Lâm Phương đang ngồi trước thư án múa may một cây bút lông cửu. Lâm Phương Uyển chuyển đưa bút, cán bút bằng bạch ngọc tỏa ra một thứ ánh sáng rất dịu mắt. Cả phòng liên tục vang lên tiếng tán dương nịnh nọt của hạ nhân. Lâm Phương cắn môi, mặt lộ vẻ lúng túng, cầm loại bút này vẽ hoa đào cũng hơi ngượng tay. Lão thái thái ngồi dựa lưng trên giường, nở nụ cười hiền từ, ngay cả người nhà vương hầu công khanh cũng chỉ dùng loại bút này thôi, cháu mới 14 tuổi, cầm nó dĩ nhiên sẽ thấy hơi nặng. Vợ Dương Duệ hay chạy việc cho lão thái thái hùng hồn nói, nào có ngượng tay gì đâu. Nô tỳ thấy tứ tiểu thư vẽ thế là đẹp lắm rồi, ngay cả tranh của cư sĩ lục thạch gì đó so ra còn kém tranh của tiểu thư. Cư sĩ, người tu tại gia. Lão Thái Thái chỉ vào vợ Dương Duệ, phì cười, ghê chưa, người mà cũng biết cư sĩ lục thạch cơ đấy. Tất cả lại cười rộ. Lâm Phương thôi cười, bặm môi cắm cúi vẽ tiếp. Lão Thái Thái bảo Tam Thái Thái tiêu thị và Lâm Di ngồi xuống gần đó, tứ nha đầu được tặng một cây bút lông cừu, giờ coi nó như bảo bối kia kìa, ngay cả cơm cũng không buồn ăn. Tất nhiên rồi, đại thái thái đồng thị cho người bầy bát đũa ra bàn, đó là bút lông cừu do lão thái thái nhánh cả tặng, cả trần gia có được mấy cây chứ, lão thái thái nhánh cả thương lâm phương của chúng ta thật. Lâm Di bước ra hành lễ với đại thái thái, đại thái thái đồng thị kéo Lâm Di lại gần hỏi han bệnh tình của nàng. Tam tiểu thư Lâm Uyển bên cạnh đại thái thái vốn ít nói, chỉ im lặng ngồi cạnh mẹ mình, thỉnh thoảng quay sang cười với Lâm Di. Lâm Phương vẽ xong bức tranh hoa đào thì đưa tới cho lão thái thái xem. Lão thái thái cười nói, đúng là có mấy phần giống phong cách của cư sĩ Lục Thạch. Vừa nói bà cụ vừa ngẫm nghĩ, bá tổ mẫu của cháu cũng thích cư sĩ Lục Thạch đấy, đã được tặng bút lông cừu thì nhớ gửi tranh sang đó, mời bá tổ mẫu của cháu nhìn một cái. Tất cả mọi người đều thấy đây là ý kiến hay. Lão Thái Thái bảo người hong khô tranh rồi lập tức đưa tới chỗ nhánh cả. Đại Thái Thái Đồng thị nhìn Lâm Di vẫn ngồi yên tại chỗ, khóe miệng hơi nhếch lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 9, Ngoài ý muốn. Tuy hiện giờ nhánh thứ hai của Trần gia do người đồng gia quản lý, nhưng chuyện gì cũng chỉ sợ bị lôi ra nói rõ ràng. Chỉ cần đưa ra quan phủ cha được ghi trong gia phả là con vợ cả, chỉ cần cha con đó thì người khác sẽ không có tư cách thừa tự. Thế nên đại bá phụ và nhị bá phụ muốn tranh giành tức vị, tất nhiên sẽ tìm cách đẩy cha và ca ca vào chỗ chết. Sau một ngày mệt mỏi, Lâm Di rửa mặt rồi lên giường nằm rất sớm. Linh Lung trải đệm lên chiếc giường gỗ bên cạnh để gác cho nàng. Đèn bị thổi tắt, Lâm Di vừa nhắm mắt lại, Linh Lung cạnh đó bỗng nhiên á một tiếng rồi ngồi bật dậy. Quất hồng ở ngoài hoàng hốt cầm đèn vào chạy vào sau bình phong, thấy Lâm Di muốn đứng dậy thì đặt đèn xuống bàn rồi tiến tới đỡ nàng. Linh lung biết mình thất thố nên cũng đỏ mặt đưa giày tới. Sao vậy? Quất hồng tức giận quay lại hỏi Linh lung. Linh lung vừa mặc áo ngoài vào vừa nói, em mới chợt nhớ ra, tiểu thư đã lấy đai đeo chán vốn để làm quà sinh nhật cho lão thái thái tặng cho lão thái thái của nhánh cả mất rồi. Mấy ngày nữa tới ngày mừng thọ của lão thái thái, tiểu thư biết tặng cái gì bây giờ? Đúng là một vấn đề không nhỏ, đến lúc đó không có lễ vật phù hợp, thế nào nàng cũng bị trách là thất lễ. Hai nhà đầu đồng loạt quay sang nhìn Lâm Di, Lâm Di vẫn hết sức bình thản, tựa như đã có chuẩn bị trước, không cần vội, bắt tay làm một đôi giày theo hình hoa cúc mừng thọ là được. Kỹ thuật theo giày của Linh Lung tốt hơn ai hết, mang làm quà lão thái thái nhất định sẽ thích. Linh Lung gật đầu, bảo nàng làm giày thì không khó, chỉ mấy ngày là có thể làm xong, cái khó là hình theo hoa cúc kìa, chỉ có điều kỹ thuật theo của em không bằng tiểu thư. Đài đeo chán kia là do lâm di đích thân theo, đường theo nổi đan sen đường theo ngầm, rất tỉ mỉ, Mẫu thân nói tổ mẫu triệu thị của nàng rất giỏi vẽ tranh và theo thùa, sự khéo tay của nàng là thừa hưởng từ bà. Lúc trước nàng chỉ một lòng nghĩ tới chuyện chuẩn bị lễ vật mừng thọ cho lão thái thái, không xem xét tới quan hệ giữa tổ mẫu và lão thái thái. Dùng vật này tặng cho lão thái thái, khó tránh khỏi việc lão thái thái sẽ nhớ tới tổ mẫu, để rồi lại thêm căm ghét nàng. Thế nên nàng mới tặng đai đeo chán đó cho lão thái thái của nhánh cả, nhận tiện cũng dò xét ý tứ của bên nhánh cả luôn. Kết quả lão thái thái nhánh cả đáp lễ nàng bằng một cây bút lông cừu, không biết có phải muốn gián tiếp nói rằng nhánh cả vẫn không quên tổ mẫu triệu thị của nàng không? Lúc ở bên chỗ lão thái thái nhánh cả, mẹ đã nghe không ít chuyện về tổ mẫu. Lão thái thái nhánh cả nói cuộc sống của tổ mẫu ở trần gia khó khăn trăm bề nhưng tổ mẫu chưa từng buông tay đầu hàng. Tổ mẫu luôn nói phụ mẫu đã vất vả sinh ra rồi nuôi lớn bà, có khó khăn thế nào bà cũng không thể trả đạp bản thân. Bà là người trong sạch nên phải ngẩng cao đầu mà sống, không có gì phải thẹn với trời. Tổ mẫu nói không sai, chỉ cần ngẩng đầu sẽ luôn thấy trời xanh. Trong phòng trần lão thái thái chỉ để một ngọn đèn hoa lê nhỏ. Quế Chi, lão thái thái gọi tên đồng mama. Theo ngươi thì chuyện hôm nay là do ai làm? Đồng ma ma bị bán vào đồng phủ từ nhỏ, vẫn luôn theo hầu lão thái thái, về sau được gả cho một gia bộc của đồng gia nên được ban họ đồng. Lúc lão thái thái chuyển vào kinh, cả nhà đồng ma ma cũng theo cùng. Đồng ma ma biết lão thái thái đã hiểu nên cũng không dám nói khác, đại thái thái chắc là sợ tứ tiểu thư chiếm hết hào quang. Nó sợ tứ nha đầu được lão thái thái nhánh cả yêu thích, sau đó nhánh cả sẽ nhận lão nhị làm con thừa tự, nó cho rằng ta thiên vị tứ nha đầu, nhưng lại không ngờ sự trầm tính của tam nha đầu mới không được người ta yêu thích. Đồng ma ma cúi người hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Bằng không để nô tỳ đi khuyên nhủ đại thái thái. Lão thái thái nghiêm mặt, đầu óc nó đã u mê rồi, có khuyên cũng vô dụng, lần sau đến chỗ nhánh cả thì cho tam nha đầu đi theo. Cho nó xem là ta thiên vị hay là nó hồ đồ. Đồng ma ma cẩn thận suy xét Vậy cũng tốt, đại lão gia, nhị lão gia, tam lão gia mỗi người một vị tiểu thư, truyền ra ngoài cũng tốt cho danh tiếng của tứ tiểu thư, hoa đẹp thì phải có thêm lá xanh làm nền. Người không thấy sao, hôm nay đều nhờ tứ tiểu thư nhanh trí không nhắc tới chuyện lễ vật nữa, bằng không làm gì dễ qua chuyện như vậy. Tứ nha đầu đúng là đứa tinh mắt, nhưng người đầu tiên tiến lên đỡ bà là Lục nha đầu lục nha đầu thật sự không nhìn ra được hay là vờ như không có chuyện gì xảy ra đồng ma ma cũng biết lão thái thái băn khoăn cái gì loại chuyện này không giả vờ được đâu bút lông cừu cán ngọc ai thấy mà không thích chứ tứ tiểu thư là người nhìn xa trông rộng mà còn phải giật mình khi nhìn thấy thế nên càng đừng nói tới lục tiểu thư nếu lục tiểu thư hiểu được chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng đâu thể nào giấu nổi lão thái thái đứng dậy chắp hai tay sau lưng, bên cạnh Lục Nha đầu chỉ có hai đại nha hoàn hầu hạ, hơi ít người. Đừng để người ngoài nói ta bạc đãi con bé, chọn trong viện của ta hai nha hoàn tam đẳng đưa qua cho con bé sai khiến. Có nhiều người coi chừng như vậy, còn sợ một nha đầu mới 13 tuổi đầu lật trời sao? Đồng Mama theo lão thái thái vào phòng trong, vậy còn Tam thái thái? Tam thái thái Tiêu thi, Lão thái thái cười nhạt, chỉ là một tảng đá cuội, còn có thể tu thành tinh sao? Hôm sau trời vẫn âm u như cũ, mưa giả dích không ngừng. Trời vừa sáng, Lâm Di đang chuẩn bị đi thỉnh an lão thái thái thì bên ngoài vọng vào tiếng gốc gỗ. rèm cửa được vén sang một bên, Lâm Phương đi vào phòng. Hôm nay nàng ta khoác áo choàng đỏ tươi, bên trong mặc áo dao lĩnh màu xanh lam theo hình hoa kim ngân. Lục muội muội, Lâm Phương giao chiếc hộp bằng gỗ lê trong lòng cho Lâm Di, đều là ta không tốt, đúng ra phải kiểm tra danh mục quà tặng trước để xem đồ trong hộp có phải của mình hay không. Nàng ta vừa nói vừa cười, cây bút lông cửu kia đã bị ta dùng thử trước, lục muội muội không giận chứ. Hôm qua còn mặt mày sưng xỉa, hôm nay lại biến thành tiểu thư khuê tú độ lượng, chắc hẳn Lâm Phương đã được người bên cạnh chỉ vẽ. Lâm Di đưa hộp quà cho Linh Lung cất đi. Khách sáo cười nói với Lâm Phương mấy câu rồi hai người cùng nhau đi tỉnh an lão Thái Thái. Hôm nay Lâm Phương mặc áo khoác theo tơ vàng dài đến gót chân, váy xếp ly xanh nhạt lay động trong gió, nhìn càng xinh đẹp hơn ngày thường. Lâm Phương đi rất chậm, Lâm Di hơi lỡ chân đi vượt qua liền bị nàng ta kéo lại. Hai người đi hồi lâu mới đến được hòa hợp đường. Vậy mà Lâm Phương vẫn còn muốn thừa dịp mưa chưa lớn đi chiết vài cành hoa lâm di dĩ nhiên không chịu đi cùng lâm phương không có cách nào khác chỉ đành từ bỏ ý định lâm di vào phòng trước thỉnh an lão thái thái lâm phương dùng răng một hồi mới bỏ guốc gỗ đi vào vừa nhìn thấy lão thái thái liền nhào vào lòng lão thái thái lão thái thái cười hỏi cháu đi guốc gỗ tới đây à lâm phương nhoèn môi cười cố ý liếc nhìn lâm di đang ngồi uống trà bên cạnh Hôm nay mẫu thân cháu vừa có được một đôi guốc gỗ hải đường khảm tơ vàng từ chỗ của Huệ Hòa quận chúa, bà ấy mới cho cháu đấy. Đồng ma ma vui vẻ nói thêm, lão thái thái không thấy đó thôi, tứ tiểu thư đi guốc gỗ nhìn rất xinh đẹp. Lão thái thái cười nói, không phải thứ tốt thì đâu vào được tay con bé này. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lâm Di, Lâm Phương vươn cổ, điệu bộ kiêu kỳ như thiên nga, lục muội muội không biết à mẫu thân ta là một nổi tiếng, người trong kinh thành vẫn thường khen là Bồ Tát sống. Rất nhiều tượng quan âm đều được đúc theo dáng vẻ của mẫu thân ta đấy. Lúc trước Lâm Di cũng có được nghe kể về nhị thái thái Điền Thị, chỉ có điều không ngờ Điền Thị lại nổi danh trong kinh đến vậy. Lâm Phương bắt đầu huyên thuyên nói về kinh Phật, lão thái thái vừa nghe vừa nhìn Lâm Di ngồi một bên. Cho dù không được chú ý, lục nha đầu vẫn không hề ngượng ngập, vẫn ngoan ngoãn ngồi im, ánh mắt trong trẻo, không hề e dè, sợ sệt. Lão thái thái nhất thời ngẫm nghĩ tới mức nhập thần, đến khi Đồng Ma Ma ra ngoài một chuyến, quay vào cúi đầu nói nhỏ bên tai lão thái thái, bà mới giật mình hoàn hồn, chuyện xảy ra lúc nào? Đồng Ma Ma tỏ ra nghiêm trọng, mới vừa nãy thôi ạ. À? Lâm Phương nghe chữ được chữ mắt, không nhịn được mà hỏi, lão thái thái nhánh cả xảy ra chuyện sao? Lão thái thái dặn dò Đồng Ma trước Mau chuẩn bị kiệu đưa ta sang đấy. Sau đó mới nhìn sang Lâm Phương và Phương Di, bá tổ mẫu các cháu đổ bệnh rồi. Lão thái thái nhánh cả ngã bệnh. Trong trí nhớ của Lâm Di không hề có chi tiết này. Có điều lão thái thái tuyệt đối sẽ không nói chuyện của nhánh cả cho nàng biết, lần này chắc cũng chỉ vừa khéo nàng có mặt mà thôi. Lâm Phương nóng nảy hơn ai hết, lần trước cháu đến thăm thì bá tổ mẫu vẫn còn khỏe lắm mà tại sao lại đột nhiên? Tổ mẫu, cháu cũng muốn đến thăm bá tổ mẫu. Lão thái thái trầm ngâm một thoáng rồi đồng ý, cũng được. Lâm Phương muốn lấy lòng lão thái thái nhánh cả nên bây giờ dĩ nhiên sẽ sung phong đi trước, không công gì hơn được công hầu hạ bên giường lúc trưởng bối ốm bệnh cả. Bên nhánh cả có xảy ra chuyện gì, lão thái thái cũng có thể ém nhẹm mọi thứ, nhà nàng sẽ không hay biết gì. Lâm Di đứng đó mà không nói chen được câu nào, cứ như người ngoài cuộc. Mãi đến khi lão thái thái chuẩn bị xong xuôi, lúc được đồng ma ma đưa ra cửa, Lâm Di mới lẩm bẩm, bá tổ mẫu tặng mình một cây bút ngọc mà mình còn chưa được gặp bà lần nào. Đồng ma ma trở vào trong nhà, lão thái thái mới nhíu mày hỏi, lục nha đầu vừa nói gì đó. Đồng ma ma y lời bẩm báo lại, lục tiểu thư nói chưa từng được gặp lão thái thái nhánh cả lần nào lần này gia đình lão tam trở về kinh có đến thăm hỏi lão thái thái nhánh cả một lần chỉ là lần đó đúng ngay lúc lục nha đầu bị bệnh không đi được lão thái thái cười lạnh nó nói cho ta nghe đó mà đồng ma ma không lên tiếng bây giờ phía nào nói cũng không chắc là đúng được ánh mắt lão thái thái trở nên lạnh như băng thế thì dẫn nó theo đi tránh cho có người nói ta coi bên này nặng bên kia nhẹ bà ta đến chỗ nhánh cả mà không dẫn theo người nhà lão tam, người ngoài biết được sẽ nói ra nói vào. Ngộ nhỡ lần này lão thái thái nhánh cả bệnh nặng, muốn thông báo chuyện gì cũng có lục nhà đầu chứng kiến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 10, Dân Thường Lâm Di nghiêng đầu, chuẩn bị cái gì? Tiểu thư không cần trang điểm sửa soạn lại sao? Lão thái thái nhánh cả bệnh nặng, bọn họ đi thăm bệnh thì chỉ cần mang tấm lòng là được. Còn ai có tâm trạng nhìn ngắm quần áo trang sức, ngọc bội đinh đang nữa chứ? Lâm Di nói, lấy bộ đồ màu hồng cánh sen thêu hoa mai là được. Linh lung mơ hồ hiểu ra, dạ, một tiếng rồi nhanh chóng đi chuẩn bị. Lâm Di đỡ lão thái thái ngồi vào kiệu, buông rèm xuống xong Lâm Phương mới khoan thai đi tới. Lâm Di và Lâm Phương chia nhau ngồi vào kiệu nhỏ phía sau. Đại thái thái Đồng thị và Tam thái thái Tiêu thị đưa tiễn ra khỏi cửa Thùy Hoa. Đến khi đoàn kiệu khuất bóng, Tam thái thái Tiêu thị mới nói: "Không biết lão thái thái nhánh cả bệnh thế nào, hay chúng ta cũng nên đi chuẩn bị một chút, ngộ nhỡ có tin tức gửi về cũng không quá vội vàng." Đại thái thái Đồng thị im lặng hồi lâu mới mỉm cười nói: "Tam đệ muội nói rất đúng." Sau khi Tiêu thị dẫn nha hoàn rời đi, Đồng thị cười lạnh: Chẳng ai chủ động gửi tin về tận cửa đâu. Đồng thị quay sang dặn dò Phương Mama, cho người đến nha môn tìm lão gia, báo cho lão gia biết chuyện của lão thái thái nhánh cả, mời lão gia xong việc thì sang đó giúp đỡ. Bên nhánh cả đều là nữ quyến, không có đàn ông sao được, không ngay lúc này đóng vai con hiếu cháu thảo thì còn chờ lúc nào nữa. Đoàn kiệu của lão thái thái đi thẳng vào trong viện của nhánh cả. Tuy lão thái thái nhánh cả thích yên tĩnh, nhưng nơi này dù sao cũng là nhà tổ của Trần Gia nên không thiếu kỳ thạch dị cảnh. Núi giả trùng điệp, hồ nước uốn lượn, đường đi đều được lót đá hoa cương xanh bóng, xà gỗ, khung cửa và mái hiên đều được sơn dầu tô vẽ. Trên đầu cổng chính là một đồ án phúc thọ song toàn ngụ ý may mắn, bốn góc sân đều có trồng trúc đào. Đoàn kiệu đi tới trước cửa nguyệt lượng thì dừng lại, trong viện có người khiên kiệu nhỏ ra đưa lão thái thái vào trong. Lâm Phương và Lâm Di thì đi bộ theo hành lang dài. Lâm Phương mới đi được hai bước, nhìn thấy nha hoàn bà tử tới bung dù che mưa cho hai người liền bực bội nói, tại sao chỉ để tổ mẫu ngồi kiệu vào? Còn chúng ta thì sao? Đi bộ chậm như vậy, chừng nào mới gặp được bá tổ mẫu đây? Mấy nha hoàn không dám thất lễ, vội vã nói, trong nhà có khách, lão thái thái lại vừa ngã bệnh nên có phần sơ suất. Lâm Phương nhíu mày, Ta đi bộ cũng không sao, chỉ là nóng ruột về bệnh tình của bá tổ mẫu thôi." Lâm Phương thường đến phủ nhánh cả chơi, hạ nhân cũng đã quen mặt nên vội vàng khom lưng thưa, "Tứ tiểu thư yên tâm, lão thái thái đã uống thuốc, giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi." Lâm Phương nghe vậy thì mừng rỡ hỏi, "Lang trung tới rồi sao?" "Lang trung nói thế nào?" Bà tử bên cạnh cười xòa, "Lão thái thái ngủ không ngon, cho nên bệnh cũ tái phát." Lâm Phương chắp tay trước ngực niệm Phật, nếu thật vậy thì chỉ cần nghỉ ngơi cẩn thận là sẽ khỏe lại thôi. Bà tử nghe Lâm Phương nói thế thì cũng tỏ vẻ nhẹ nhõm hơn, nô tỳ cũng nghĩ thế, lão thái thái mà thấy các vị tiểu thư đến hẳn sẽ vui vẻ mà khỏe nhanh hơn thôi. Suốt đường đi, hạ nhân bên nhánh cả chỉ vây quanh bắt chuyện với Lâm Phương, bất giác đã bỏ quên Lâm Di đi ngay cạnh đó. Lâm Phương cố ý quay lại nhìn Lâm Di một cái thấy Lâm Di vẫn điềm nhiên như không hề bận tâm. Cứ như vừa đấm vào cục bông, Lâm Phương chợt thấy hơi bực mình. Lâm Phương đi đằng trước, tựa như vầng trăng được muôn sao vây quanh, vừa vào niệm từ đường thì nhanh chân chạy ào tới quỳ xuống trước chiếc giường bằng gỗ tử đàn chạm trổ hoa mộc lan mà lão thái thái nhánh cả là lý thị đang nằm. Trên bàn thấp điêu khắc hình con cháu đề huề có đặt chiếc bình vẽ họa tiết cây trúc xanh, lư hương bốn chân voi bên cạnh đang tỏa ra mùi hương an thần nha hoàn bà tử đứng nghiêm ở hai bên lão thái thái nhánh cả tựa lưng vào chiếc gối mềm bọc vải tím thêu chữ thọ kiểu tròn vỗ về lâm phương đang quỳ bên cạnh đứa trẻ ngoan mau đứng lên đi cảm giác được ánh mắt của lão thái thái nhánh cả nhìn về phía mình lâm di cung kính tiến lên hành lễ lão thái thái nhánh cả bảo lâm di đến ngồi xuống cạnh mình năm đó lúc lão tam rời kinh ta nhớ lục nha đầu chỉ lớn bằng này. Vừa nói bà vừa đưa tay áng chừng, mới chớp mắt mà đã thành đại cô nương rồi. Lão thái thái nhánh cả tuy không hay cười nhưng ánh mắt lại ấm áp, có đọc sách không? Lâm Di gật đầu đáp, có à? Lão thái thái nhánh cả hỏi tiếp, đọc gì nào? Lúc được trưởng bối hỏi vậy dĩ nhiên phải đáp là vài loại sách dành cho nữ giới này nọ, trước khi vào kinh tam thái thái tiêu thị cũng đã chỉ dạy nên đáp lời thế nào khi được hỏi mấy câu này thế nên lâm di đáp hết sức trơn chu trong nhà có mời nữ tiên sinh ngoài sách nữ giới cháu còn đọc ít thơ văn nữa à không trả lời kiểu dập khuôn cũng không cố tình nói hùa theo trường bối những năm qua bà đã nhìn thấy quá nhiều ánh mắt chứa đầy tâm tư rồi lão thái thái nhánh cả khẽ mỉm cười nói vậy ta tặng cháu bút lông cừu là đúng rồi Nhắc tới bút lông cửu, Lâm Phương hơi gượng ngạo, mắt nhìn chằm chằm Lâm Di, sợ Lâm Di nói ra chuyện gì làm nàng xấu mặt. Cũng may Lâm Di cũng không nói ra chuyện đưa nhầm quà, chỉ nói cảm ơn lão thái thái nhánh cả mà thôi. Lão thái thái nhánh cả đưa tay ra, được rồi được rồi, cảm ơn tới lui thì thành ra xa lạ. Nói xong bà chợt ôm ngực ho khan hai tiếng. Lâm Phương cuốn quýt đi tới bàn lấy hộp nhổ đàm đích thân mang tới dưới chân lão thái thái nhánh cả. Lão thái thái nhánh cả không chịu dùng, để cho đại nha hoàn bên cạnh nhận lấy mới nhổ đàm ra. Lâm Phương thất vọng, tính tình lão thái thái nhánh cả hơi kỳ quặc, đối xử với người khác ôn hòa nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định. Lão thái thái nhánh cả nằm xuống giường, thở dốc một lát mới dần bình thường trở lại. Lão Thái Thái đồng thị lo lắng nhìn Lão Thái Thái nhánh cả, người phải chú ý giữ gìn sức khỏe mới được. Vừa nói bà vừa thở dài, bên cạnh cũng nên có một chi kỷ làm bạn thì hơn. Lâm Phương nghe vậy thì khóe mắt giật giật, dáng vẻ như chỉ mong có thể vùi vào lòng Lão Thái Thái nhánh cả. Lão Thái Thái nhánh cả lắc đầu, người đã già. Giữ gìn thế nào cũng, không còn làm gì được nữa. Bà cụ nhìn sang Lâm Phương, Ta nào có phúc như muội, có tứ nha đầu hiếu thảo đáng yêu như vậy làm bạn bên người." Trái tim Lâm Phương đập nhanh như trống bỏi, nếu bây giờ lão thái thái đưa đẩy vài lời, rất có thể lão thái thái nhánh cả sẽ giữ nàng ta lại bên cạnh bầu bạn. Quả nhiên lão thái thái Đồng thị liền cười nói, "Nếu người thích thì giữ tứ nha đầu lại đi, xem như con bé có duyên với người." "Như vậy sao được?" Lão thái thái nhánh cả cười bảo, "Ta biết muội đâu nỡ xa con bé." Lão Thái Thái còn định nói gì thì lão Thái Thái lại ho khan liên tục, nha hoàn bà tử cuống quýt bước tới hầu hạ. Rằng co một hồi, Lâm Phương cuối cùng cũng đợi được lão Thái Thái nhánh cả ổn định trở lại, xong bà không còn nhắc tới chuyện cần người bầu bạn nữa. Mọi người ngồi thêm một lát, ma ma quản sự mới dẫn Lâm Phương và Lâm Di đến phòng nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi. Lâm Di và Lâm Phương vừa ngồi xuống, bên ngoài liền có tiếng bước chân vọng vào. Loáng thoáng có tiếng nha hoàn thông báo, đại tiểu thư tới. Lâm Phương kinh ngạc nhướng mày, hỏi Lâm Di, muội nghe thấy không, đại tỷ tới kìa. Lão thái thái nhánh cả sinh cho Trần gia được một trai một gái, con gái chính là Tam cô nãi nãi mà Lâm Di gặp hôm trước, còn con trai trưởng Trần Doãn Lễ đã mất khi tuổi còn trẻ, thê tử Trương thị mấy năm sau cũng đi theo chồng, chỉ để lại đại tiểu thư Lâm Kiều. Lâm Kiều mấy năm trước gả cho con trai thứ hai của viên kính khắc viện trường Hàn Lâm Viện. Vốn là một mối hôn sự tốt đẹp, không ngờ thành thân được hai năm, viên học sĩ bị dính vào một vụ án tham ô. Cả nhà họ viên bị tịch thu của cải, viên học sĩ bị đẩy tới Thượng Dương Bảo. Khu vực sống của phạm nhân Lưu Vong và Sĩ Phu bị lưu đẩy thời Minh Thanh, cách huyện Khai Nguyên tỉnh Liễu Ninh 40 dặm. Cũng may có lão thái thái nhánh cả chạy trọt khắp nơi mới bảo vệ được viên nhị gia và lâm kiều. Hiện giờ hai vợ chồng đang ở thuê trong một căn viện ba gian. Lâm gì biết được những điều này cũng là nhờ nghe lỏm cha mẹ nói chuyện phiếm. Lâm Phương vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nói, chúng ta ra chào đại tỷ đi. Kể từ khi đến phủ nhánh cả, chuyện gì Lâm Phương cũng tỏ ra hết sức hứng thú. Nhất là khi nghe nha hoàn nhắc tới Lâm Kiều, Lâm Phương liền như con cún con, chỉ thiếu mọc đuôi để vẫy nữa thôi. Nhà đầu Minh Anh bên cạnh Lâm Phương lại càng quan sát cẩn thận hơn nhiều, ngay cả nhầm bát uống thuốc của lão Thái Thái cũng phải nhòm một cái. Lúc này bên ngoài có động tĩnh, Minh Anh còn lấy cớ ra ngoài. Lâm Di không khỏi thấy hơi kỳ quái. Lúc trước lão Thái Thái đồng thị tìm cách lôi kéo Đại Tỷ là vì khi ấy Viên Gia vẫn là gia tộc có thanh danh hiền hách, làm thân với Viên Gia sẽ chỉ có lợi nhưng kể từ khi viên gia bị định tội lão thái thái cũng cắt đứt qua lại với đại tỷ ngay sao bây giờ lâm phương lại thân thiện với lâm kiều như vậy lâm di đang ngẫm nghĩ thì minh anh vén rèm ngọc vào phòng bước nhanh tới thấp giọng nói với lâm phương nghe nói đại cô gia có dẫn theo hai người bà con tới tỉnh an lão thái thái nhánh cả thảo nào lão thái thái nhánh cả cho người dẫn nàng và lâm di ra ngoài thì ra là có khách nam vào thăm bà con của đại tỷ phu. Có khi nào cũng có. Lâm Phương thấp thỏm nhìn sang Lâm Di, lục muội muội, chúng ta ra chào đại tỷ đi. Phải tận dụng thời cơ, cho dù chỉ là nấp sau bình phong nhìn một cái thôi cũng được. Lâm Di chỉ lo nhìn trái ngắm phải đồ đạc trong phòng, không để ý lắm tới Lâm Phương. Lâm Phương không khỏi cắn chặt răng, con nhỏ Lâm Di này lớn lên không những xấu xí mà tình tính cũng ngây ngốc như đầu gỗ, Đúng là đồ nhà quê chưa từng thấy sự đời, liên lụy đến cả nàng ta. Lâm Di do dự một hồi mới nói, "Vậy tứ tỷ cứ đi đi." Nghe vậy Lâm Phương không nói hai lời, đích thân vén rèm đi ra ngoài. Mới bước ra ngoài một bước, Lâm Phương liền giật mình đứng sững ra, nàng ta vừa lơ đãng nhìn thấy một người đi theo đại tỷ phu vào nhà, chỉ một cái liếc mắt đã khiến tim nàng ta đập như trống bỏi nàng ta không phải chưa từng thấy nam tử anh tuấn trong gia tộc cũng không thiếu huynh đệ có khí thế hiên ngang chẳng qua tất cả đều thua kém người vừa nãy so với người nọ tất cả đều trở nên không đáng nhắc tới phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn